Thị trường đang nín thở chờ đợi Bitcoin Spot ETF. Anh em dù long hay short đều cháy cả vì giá đang rất biến động. Michael Saylor đang bán cổ phiếu để tiếp tục gom Bitcoin. Cùng với đó sẽ là rất nhiều thông tin thú vị khác trong thị trường. Tất cả sẽ được cập nhật trong video ngày hôm nay giúp nhìn đơn giản và thú vị. Chào mừng mọi người quay trở lại với Crypto Weekly và mình là Kiều Anh. Xin chào bạn, tuần vừa qua của bạn như thế nào? Rất vui được gặp lại bạn trong số Crypto Weekly ngày hôm nay. Tuần vừa rồi thì chúng ta chứng kiến Bitcoin lên xuống khá là chóng mặt. Đầu năm thì ở mốc 42.000 đô, sau đó vọt lên 45.000 đô, rồi có một thời điểm vòng về 41.000 đô và hiện tại đang giao dịch trong vùng giá 43.000 đô ở thời điểm mà mình thực hiện video này. Với cái sự biến động giá còn nhanh hơn cả lật bánh tráng đó thì anh em dù long hay short gì thì cũng có nguy cơ ra đề hết. Michael Saylor, người đang có bắp tay cực kỳ to vào lúc này vì gồng lãi, đã tiến hành bán 216 triệu đô cổ phiếu MicroStrategy cho đến ngày 26 tháng 4 để có thể gom thêm Bitcoin. Ngoài Bitcoin thì những altcoin tăng trưởng mạnh mẽ nhất trong tuần qua có thể kể đến như là SEI tăng 60%, Arbitrum tăng 31%, LidoDAO 16%, còn tăng nhẹ nhẹ dưới 10% thì chúng ta có thể điểm qua Aptos, Sui hay là Blur. Chỉ số tham lam và sợ hãi vẫn đang nối tiếp đà xanh ở mức 72, tức là số đông đang khá là FOMO nha. Chắc chắn là Bitcoin sẽ còn có nhiều biến động trong thời gian tới cho đến ngày ấn định, đó là mùng 10 tháng 1. ETF được thông qua hoặc là từ chối. Đây là tin tức có tầm ảnh hưởng bậc nhất thời điểm này. Lướt Telegram với các Twitter thì mỗi người một quan điểm khác nhau đọc. Nói chung là loạn lắm. Người thì hô lên bởi vì chart đang có đa tăng đẹp. Người thì lại hô sọt xuống bởi vì sắp có điều chỉnh rồi. Nói chung là chả biết đường nào mà lần. Nhưng mà được cái là holder chân chính như mình thì cứ ngồi đọc cho vui thôi. Chứ tầm này... Nhân tiện thì Nam Phu Crypto cũng có một công cụ đắc lực để hỗ trợ anh em dự đoán đường giá, đặc biệt là trong giai đoạn này. Đó chính là khóa học phân tích kỹ thuật theo phương pháp Wyckoff online hoàn toàn miễn phí. Bạn có thể tham gia học này vào group và nghe chia sẻ của admin về view thị trường hàng tuần. Trộm vía là những view trước đây đã từng chia sẻ thì có tỷ lệ trùng khớp khá là ổn với thị trường. Từ đó bạn có thể tự tin tìm kiếm cơ hội giao dịch cho mình hoặc là tối ưu vị thế mua và bán nếu bạn là holder. Và đây chính là feedback của những anh em đã theo học và đang thảo luận trong group. Bên cạnh đó bạn còn được giảm đến 20% phí giao dịch và nhiều ưu đãi hấp dẫn khác, check ngay ở phần bình luận nha. Đợt này lại thấy các sàn dục dịch list lại các token dự án GameFi, sôi động hơn hẳn giai đoạn trước luôn. Chả biết là có cái điểm gì không? Còn đây là video hot nhất tuần vừa qua. Tuần vừa rồi có ông anh Matrix Sport vui tính phát. Đây là hai bài viết cùng được đăng trên trang của họ. Một thì cho rằng Bitcoin Spot ETF sẽ được thông qua là chắc chắn rồi. Bitcoin sẽ bay lên hẳn 50.000 đô. Đây cũng đang là luồng thông tin tương đối phổ biến ở thời điểm này. Đa số đều lạc quan với ETF. Tuy nhiên, cũng trong ngày hôm đó thì họ lại có một bài viết mang tính chất tự vả cực mạnh. Đó là SEC sẽ từ chối Bitcoin Spot ETF lần nữa cho mà xem. Ha ha! À không, cái ha ha là mình tự thêm vào. Tuy nhiên họ lại không có bằng chứng gì cụ thể cho bài viết này cả, mà chủ yếu là có thiên hướng dự đoán chủ quan của người viết, kiểu là đoán cho vui. Anh em khá là căng thẳng với vụ này, vào ném đá Matrix Sport chắc cũng xây được cả tòa lâu đài luôn. Còn mình thì nghĩ đơn giản thôi, chắc là đăng hai bài cho nó chắc. Kết quả như thế nào còn có cái mà gáy, bài kia thì giấu đi vậy. Nói chung ý là đợt này anh em coi thủ đang trong giai đoạn căng thẳng nhạy cả. Có hai phe đang chia ra rất rõ ràng trên thị trường. Thứ nhất đó là ETF 99,99% sẽ được thông qua rồi. Bởi vì đợt này SEC làm việc liên tục với các công ty để có thể sửa đổi đề xuất. Dường như là họ đang chuẩn bị cho việc chấp nhận sắp tới. Chưa hết đó là các công ty cũng liên tục tung ra các đoạn quảng cáo cho ETF, khiến cho dân tình đứng ngồi không yên. Thứ hai thì luồng ý kiến trái chiều đó là ETF sẽ không được thông qua đâu. Tỉnh ngủ đi bro ơi. Lý do là bởi vì nhiệm vụ quan trọng của SEC đó là quản lý thị trường chứng khoán Mỹ và đảm bảo ổn định thị trường vốn. Hiện tại thì nền kinh tế Mỹ vẫn đứng khá là vững, nhưng thời gian tới có thể doanh nghiệp sẽ ngấm đòn lãi suất cao. Lúc đó họ sẽ gặp khó khăn. Vì vậy cần ưu tiên vốn cho các doanh nghiệp. Việc thông qua ETF sẽ không được khả thi cho lắm bởi vì nó có thể sẽ gây ảnh hưởng đến thị trường vốn. Theo trang dữ liệu on-chain CryptoQuant, trong trường hợp ETF được thông qua thì Bitcoin vẫn có thể điều chỉnh xuống mức 32.000 đô. Bởi vì các nhà đầu tư ngắn hạn đang có tỷ suất lợi nhuận khá cao, đó là 30%. Theo lịch sử thì mỗi lần điều này xảy ra, giá sẽ có điều chỉnh. Quan điểm của bạn như thế nào? Có được thông qua hay không? Và giá sẽ tăng hay giảm? Hãy để lại comment nhé! Trong năm tới thì chúng ta sẽ có rất nhiều sự kiện quan trọng, thậm chí là mang tính chất định hình thị trường.
Đầu tiên đó chính là sự kiện Bitcoin ETF mình đã đề cập ở trên. Nhưng chúng ta sẽ không phải chờ đợi lâu nữa đâu, bởi vì chỉ vài ngày nữa thôi, kết quả sẽ được công bố. Thứ hai đó là sự kiện Bitcoin Halving diễn ra vào khoảng tháng 4 năm nay. Tức là cứ sau 21.000 block thì phần thưởng khai thác sẽ giảm đi một nửa. Chúng ta bắt đầu với 50 Bitcoin trên một block. Đợt Halving 2020 gần đây nhất đã giảm phần thưởng xuống còn 6,25 BTC. Trong lịch sử tồn tại của mình thì cứ sau mỗi mùa Halving thì Bitcoin sẽ lập đỉnh mới. Mình có một số thống kê thú vị dành cho mọi người như sau. Halving vào tháng 11 năm 2012, Bitcoin lập đỉnh vào tháng 11 năm 2013. Halving vào tháng 7 năm 2016 thì đỉnh vào tháng 12 năm 2017. Halving vào tháng 5 năm 2020 thì đỉnh vào tháng 11 năm 2021. Nói chung là Bitcoin toàn lập đỉnh vào khoảng tháng 11 cho tới tháng 12 của năm sau khi mà diễn ra Halving. Nếu mô hình này tiếp tục lặp lại thì anh em đang kỳ vọng mùa uptrend tới cũng sẽ đạt đỉnh vào khoảng cuối năm 2025. Sự kiện thứ ba cần chú ý đó là cuộc bầu cử tổng thống Mỹ sẽ diễn ra vào tháng 11 năm 2024. Sự kiện này sẽ định hình nước Mỹ trong những năm tới, bao gồm cả việc có thiện cảm với crypto hay không. Đặc biệt, đấy cũng có thể là dịp để các dự án meme ăn theo chẳng hạn. Biết đâu lại có các đồng đi theo sự kiện để bơm thổi. Thứ tư đó là về mặt công nghệ thì năm sau chúng ta sẽ có bản nâng cấp Dancoin của ETH, kế hoạch Polkadot 2.0 để thay đổi cơ chế của mạng lưới. Bên cạnh đó là các dự án mà anh em chờ mong có airdrop trong năm 2024 để tiếp thêm lúa, đó chính là Starknet, Layer Zero hay là Blast. Nói chung là tuần qua anh em long hay short đều khóc cùng nhau cả. Thế nhưng mà có một người cũng khóc không kém đó nha. Hacker này đã cưỡng đi hơn 1.570 ETH, tương đương với 3,3 triệu đô từ Raft Finance, nhưng lại gửi nhầm đến một địa chỉ burn. Từ đó thiêu hủy hầu hết các tài sản đã bị đánh cắp, thậm chí còn tốn thêm 4 ETH phí gas nữa. Quá là nhọ. Câu chuyện trên cũng đã khép lại video ngày hôm nay. Cảm ơn bạn vì đã dành thời gian để theo dõi. Cuối cùng thì đừng quên những ưu đãi và group trading miễn phí ở phần bình luận nha. Chúc bạn có một đời sống tài chính bình an và yêu quý bạn rất nhiều. Xin chào!